Rồi, vậy là cái công việc hàng ngày của anh Rồi đó xong là cái gì gì anh à, kể lại cho bà cô chú nghe đi. chiên trứng nấu cơm Cái gì nữa? rồi giặt đồ quần áo Giặt đồ quần áo. bê cơm cho ba ăn Nấu cơm ba ăn. rồi Rồi, cái mong ước lớn nhất là có ai đó kia cho mình làm, có việc làm, có tiền ha. có tiền Lỡ đi qua Đài Loan đi không? đây Đi luôn. đi luôn có Trời ơi, tiền gan dữ đi vậy. à Có tiền là đi hả? à Qua Đài Loan rửa chén nha. ừ chỉ nói nhìn chị nhẹ đó Rửa tối ngày luôn á nha. được Nè. ờ được Rồi đi đi bển, ví dụ người ta kêu ở 9 10 năm mới cho về rồi sao? ở luôn những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đến với hoàn cảnh của cô chú hôm nay là Nghĩa được cô Mai. Cô Mai cũng là công tác ở địa phương này cô chú anh chị. Thì cô có dẫn Nghĩa đến cái hoàn cảnh của cô chú đây. Dạ, con chào cô. Chào em. Cô ơi, cái hoàn cảnh cô chú trong đây là như thế nào cô ha? Dạ. Hoàn cảnh của anh Năm này thì trước đây là cuộc sống cũng tương đối ổn định. Yeah. Ảnh cũng là lao động chính trong gia đình. Yeah. Nhưng mà từ khi ảnh ngã bệnh phổi rồi những cái bệnh khác á, thì xem như là ảnh không còn cái sức khỏe lao động nữa. Yeah. Thêm nữa là ảnh có một người con là bị khuyết tật từ nhỏ tới lớn. Yeah. Thì cũng không có giúp gì được cho gia đình. Yeah. Thì hiện nay gia đình của ảnh thì còn có ba người. Yeah. Đó là anh Năm, vợ Năm cùng với đứa bé khuyết tật đó. Yeah. Thì hiện nay thì nói chung ra là cái nguồn thu nhập của anh Năm là nó không có còn như trước đây nữa. Yeah. Vì vậy hoàn cảnh gia đình nó rơi vào cái khó khăn rất là nhiều. Mà về góc độ của địa phương á, thì cũng có hỗ trợ nhưng mà phần nào đó thôi. Yeah. Ví dụ như là em con của ảnh á, thì được cái bảo trợ xã hội hàng tháng. Yeah. Còn riêng ảnh thì với cái bệnh như vậy thì ở địa phương chỉ là hỗ trợ như là gạo, mì gói rồi những cái đồ gia vị khác để yeah. phần nào giúp trong cuộc sống thôi. Yeah. Thì cho nên khi mà gặp được các em như vậy yeah. thì cũng rất là mừng. Yeah. Thì nhanh chóng giới thiệu ảnh để mong rằng khi mà nhìn thấy hoàn cảnh này thì được những cái vòng tay nối nhau thành một cái nguồn hỗ trợ nhiều hơn ở địa phương nữa. Yeah. Để cùng phụ với địa phương là chăm lo cho những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Yeah. Thì đại diện địa phương thì cũng rất là chân thành cảm ơn những cái tấm lòng thiện nguyện mà quý mạnh thường quân đã dành cho địa phương của chúng tôi. Xin dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Cô ơi, cô có thể dẫn con đi vô bên trong được không ạ cô? Được. Dạ, mời. Mời cô. Cô chú này cũng lớn tuổi ha cô hả? Cũng lớn tuổi hết rồi em. Dạ. Gần 70 hết rồi. Dạ. Anh Năm ơi. Dạ. Dạ. Có mấy em đến để thăm anh với xem lại cái hoàn cảnh gia đình của mình để vận động mạnh quân hỗ trợ mình nè anh. Dạ. Dạ. Cô cho phép con trò chuyện với chú cô ha. Dạ con chào chú. Dạ chú là thứ Năm hả chú ha? Cô giới thiệu. Phạm Văn Năm. Dạ. Chú Năm là tên mình gọi số lực. Dạ cô ê, chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú? 68 tuổi rồi. Dạ. Mình hiện giờ là đang điều trị bệnh hả chú ha? Đang điều trị bệnh giờ đi mới mới được mấy bữa nay hôm ngày nằm ở đá chỗ
Chú ơi, ai là người chăm sóc cho chú? Ngoài xã. Rồi hồi trước khi chú bệnh đó là công việc của mình làm gì chú ha? Trước khi bệnh thì cũng làm ruộng, ai mướn thì làm đấy. À, mình cũng có làm ruộng, nhà mình ruộng được... Làm được hai con ruộng, đủ ăn cái đâu có đủ xài, à, mướn thêm. Là nhà mình hiện giờ là hộ khẩu mình là ba người chú ha? Còn ba người. Là chú với cô? Với bà bằng Tắc. Với anh Tắc là con chú ha? À. À, con chú có đi làm công việc gì không chú? Không, nó không làm gì hết trơn, nó có nấu cơm. Nấu cơm mà ăn thôi, chứ không có làm gì được hết, nó có thật. Dạ. Ừ, có nghĩa là ngày trước chú là lao động chính ở trong nhà. À, từ khi chú bệnh tới giờ là mất đi cái nguồn đó. Mất đi. À, chú ơi, chú mình bệnh bao lâu rồi chú ha? Bệnh năm Tết nay. Năm Tết nay là cũng mấy tháng? Tháng. Dạ, 5-6 tháng. Là từ 5-6 tháng tới giờ là không có nguồn thu không nào hết. Nguồn thu. Ừ. Chú mình có bảo hiểm không chú? Có bảo hiểm, mua chứ không có nhà nước mua cho. Mua ha? Mua của bà xã cũng mua luôn. Dạ. Có công tác thì nhà nước cho. À. Rồi như là hàng ngày mình đi được cái bảo hiểm đó mình đi lãnh thuốc đồ này kia rồi có phải tốn tiền gì không chú? Đi Vĩnh Long lãnh thì không có tốn tiền nhiều. Dạ. Có vài chục ngàn thuốc. Dạ. Mà tháng nay bệnh là đâu có đi mua thuốc ngoài uống không? Dạ. Đi đâu có được. Mình đi khám bệnh mà đi bình thường. Mình đi không được rồi, ai đâu mà nhiều mình. Dạ. Mình phải mua ở nhà, mua thuốc ngoài uống. Chú ơi, cái anh mà được nhà nước cho bảo hiểm là có được cái nhận tiền hỗ trợ của từ nhà nước không chú? Phải bằng tắt thì có bảo hiểm nhà nước cho, nhà nước hỗ trợ tháng được 504. Dạ. Là hiện giờ gia đình mình ngoài 2 công ruộng để lúa ăn. Dạ. À, có được 504 để xây trong nhà. 504 đủ mua nước mắm nhiều lửa. Dạ. Đó. Chú ơi, rồi những lúc mà con hỏi chú một câu tế nhị ha. Có khi nào nhà mình bị hụt tiền không chú? Cũng có bị hụt. Rồi những lúc hụt tiền rồi mình sao chú ha? Mượn anh em. Mượn ha, mượn hàng xóm đồ này kia. À, mượn anh em hàng xóm. À. Không sẵn rồi bán vịt bán gà chả. Dạ. Có nuôi vịt á. Dạ. Ít gà chục con. À, có nhà mình có nuôi vịt. Ừ. Dạ. Rồi chú, hôm nay là chú ở đây rồi cô với con chú đâu? Sắc chú rồi làm sao? À. Sao con gặp được con chú ha? Giờ nói với làm sao với bà mà. Là hàng ngày chú nằm đây mọi sự săn sóc chú là cô với con của chú. Bà xã nước nôi rồi quần áo rồi. Dạ. Bà xã không. À, nhưng mà giờ chú ơi con muốn gặp được anh Tắc hả cô rồi sao gặp được chú? Để kêu anh kêu ông Tắc lên. Dạ. Nhà chú, nhà dưới. Chú kêu giùm con đi chú. Tắc ơi. Tại vì con. Tắc. Lên đây chú con. Con muốn cho ông bà cô chú thấy được cái hình ảnh gia đình mình đó. À, gồm có chú, có cô, có anh về công việc hàng ngày. Anh Tắc ơi. À. Lên đây chú con. Chú bệnh nên là chú kêu không có lớn cô chú anh chị cho nên là anh Tắc không có nghe được. À, đây là Tắc, bằng Tắc. Con của chú ha. À. Dạ, em chào anh. Anh cho em gửi cái mic ha. À. Mình đang làm gì anh? Nấu cơm. Nấu cơm hả? À. Hàng ngày công việc của anh là làm gì anh Tắc? Nấu cơm rồi giặt đồ quần áo. Trời ơi, giặt đồ. Anh Tắc năm nay nhiêu tuổi rồi? 44. 44 rồi ha. À. Anh Tắc có gia đình chưa, có vợ chưa? Chưa. Chưa ha. À. Là hồi đó giờ là ở nhà phụ ba phụ mẹ. À. À, rồi lúc mà ba bệnh tới giờ là phải ở nhà lo cơm nước giặt giũ luôn. À. Bữa nay nhà mình ăn gì anh? Cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng hả? À. Ừ. Là hàng ngày anh làm gì rồi cô làm công việc gì anh? Cô chơi sắc chú thì ăn. Anh có thể dẫn em đi tới ra gặp cô được không? À, được, đi đường. Rồi đi đường nào, đường đàn hay gì đâu. Anh đường nào dẫn ra ngoài chỗ cô á? Thôi, vậy đi đường này cho nó gặp chút đi cho dưới nè. Là đi đường đàn anh đi không được hả? Không. Anh đi từ từ chờ em đi với. Thôi. Là anh nấu cơm đằng sau này luôn hả? Thôi.
Anh cái chân anh là bị lâu chưa anh Tắc? Bị ở nhỏ lớn. Có ba mẹ có kể cho anh nghe là cái anh bị sao vậy không? Có. Anh bị sao anh? Bị nhỏ đẻ ra rồi bị bệnh thì vậy á. Dạ. Hồi nhỏ đẻ ra là bệnh vậy ha. Anh nấu cơm ở đâu? Dạ, chuẩn bị nấu. Nấu cơm chiều ha. Nấu cơm chiều. Nãy anh nói anh ăn cái gì? Trứng chiên. Trứng chiên hả? Ủa này mình nấu nước anh hả? Nấu nước. Là hằng ngày là anh ấy dưới bếp này nấu cơm nấu nước giặt đồ rửa chén. Giỏi dữ ta. Còn mẹ mẹ ở đâu? Mẹ chú chị. Dạ, là cô đây hả? Em xin phép ra gặp cô một chút nha. Dạ con chào cô. Cô cho con gửi cái mít ha. Dạ cô ơi, hôm nay thì con được cô Mai giới thiệu đến hoàn cảnh gia đình mình đó. Thì nãy giờ con trên trò chuyện với chú với lại là anh Tắc con trai của cô á. Được anh dẫn xuống đây để gặp cô. Mình đang sắc chuối hả cô? Đang sắc chuối. Sắc chuối này mình đi bầm ra cho vịt rồi nó ăn nè. Cô có nuôi vịt ha? Dạ, có nuôi được ít chục con. Dạ. Cô ơi, nhà mình là hiện giờ có ba người. Là cô với chú. Với con. Rồi hiện giờ con được biết là ngồi mọi nguồn thu là chỉ có anh này thôi. Rồi đủ xây không cô? Có mình ơi, đâu có đủ. Có 500 một tháng cũng thiếu đi bồ. Dạ. Cũng lăn lóc một lóc. Dạ. Mấy đứa nhỏ lâu lâu thì nó cho. Dạ. Cô hết rồi. Dội ra chó rồi. Cô là được mấy người con cô? Được tới 6 người đó. Dạ. Rồi mấy anh mấy chị kia có thường về thăm cô không? Cũng lâu lâu nó cũng có về. Dạ. Có như hoàn cảnh gia đình mình lúc này vậy đó, mấy anh mấy chị có phụ cô không cô? Cũng lâu lâu nó mới về, cũng cho chút đỉnh vậy đó. Dạ. Nhà mình cũng có làm ruộng cô ha. Dạ, cô được mấy ông ruộng cô làm ơi? Làm được 2 công. 2 công. Dạ. Rồi như giờ chú bệnh vậy là ai làm ruộng cô? Đó, mình đi ra mình dọn đất sẵn là cái mướn. Mướn không đó, mướn rồi gãi giống rồi xịt thuốc là mướn không đó. Như lúc này là chú không làm được là cô? À, mướn không. Mướn, ra mướn người ta gieo rồi này kia ha. Gieo hết trơn rồi gãi phân rồi luôn. Dạ, rồi hai công đó là chỉ lúa gạo để ăn. Ăn với bán trả tiền phân này kia cái hết trơn rồi. Dạ. Cái đâu có dư tiền gì vậy đâu. Dạ. Đó. Nhưng mà lăn lóc lăn lóc. Dạ. Mấy năm rồi, một năm rồi, năm ngoái ông cũng đỡ, có năm nay. Dạ, ngoái cũng đi làm. Là chú nó phát bệnh từ hồi Tết tới giờ. Dạ. Dạ. Bệnh mới nhiều, mấy năm kia bệnh ít. Rồi ngoài công việc làm hai công ruộng đó, chắc chú này cô còn có làm việc gì thêm không cô? Từ hôm đó nay đâu có làm gì nữa đâu. Ở nhà lo cho chú luôn nha. Lo cơm, lo nước, rồi quần áo không đó, đâu có đi đâu nữa được. Dạ. Đó. Lại hoài cái sáng ăn cơm xong rồi cái trưa ăn nữa. Dạ. Quần áo, cơm, nước. Thôi, đâu có đi đâu. Anh Tắc là bị bệnh từ nhỏ luôn hả cô? Bệnh từ nhỏ. Dạ. Ở ngày xưa thì mình không biết. Mới lỡ chiều tới thì là quá tao. Dạ. Dạ. Vậy thôi chứ biết làm sao rồi. Thôi. Những lúc mà nhà mình học tiền này kia thì mình sao cô? Cũng đi hỏi hỏi chứ sao vậy chú? Dạ, con hỏi mượn sớm ha. Hỏi ổng đang có hôm nay bệnh đó, đang hỏi đó. Hỏi cũng còn thiếu nợ đó. Dạ. Chứ đâu có làm đâu có tiền. Dạ. Giờ có làm đâu có tiền đâu. Ngày dịch mình nuôi khoảng cũng mấy tháng mới bán được cô ha. Nuôi dịch chim lâu lớn có 5-6 tháng, 4-5 tháng mới lớn chú ơi. Dạ. Cũng nuôi ít xíu à, có đủ ăn thì bán chút đỉnh chứ đâu có nuôi nhiều. Dạ. Là cái nguồn thu nhập chính mình hiện giờ là cái tiền của anh Tắc. Có nó về đó xài mua bột ngọt này kia xài cũng đỡ. Dạ. Cái ăn uống cũng ít. Dạ. Ăn uống mà đã cho ổng ăn, mình ăn này kia cũng được. Cái cuộc sống gia đình mình vậy đó, rồi ở góc độ địa phương người ta có hỗ trợ cô gì không cô? Cũng có hỗ trợ, có lúc cũng có. Ở ấp rồi mấy cổ cũng có cho gạo, đồ mì, đồ nước mắm, nước tương rồi đó. Cũng như là có đợt đoàn mạnh thường quân nào về ha. Dạ. Là người ta sẽ cho mình cái phiếu rồi đi nhận. Dạ. Dạ. Có phiếu đó. Cô ơi, cô có thể dẫn con ra gặp ra chuồng dịch của cô được không? Chuồng dịch thì có mấy con rồi đó. Cho ông bà cô chú thấy được cái chuồng dịch của cô. Đây nè. Ở đây mình nuôi cũng đi đây tùm lum hết trơn cũng được lắm mà nha. Nuôi tùm lum lá hết trơn nè chú ơi, nhiều lắm. Dạ. Là ngồi đây hả cô? Đây dài dài đi qua đây dài đây nè. Cũng không có nhiều, ít xíu mà. Còn bên đây dịch con,
bữa nay dịch bự vậy đó. Rồi cũng nuôi qua hai ba lứa mình gầy tới tới hoài con ha. Có hoài luôn nè. Dạ. Dịch ở nhà nó nở đó. Mình không biết. Nè. Nuôi hoài nó mãi có dịch nó nở á. Nuôi bài này cái hết bài kia. Dạ. Thì bự cái ghe bà nhỏ cái vô đây. Vậy là nhiều đó đó. Tập trung vô ở nhà vô sống mấy... nhiều đó đó. Dạ. Mình năm ở nhà với mấy người nè. Dạ. Ai đâu đi mình nè, mấy người nói vậy đó. Cô ơi, cho con hỏi là cũng như lúc mà chú bệnh tới giờ vậy đó. Dạ. Gia đình mình cũng gặp khó khăn về mặt kinh tế tiền bạc. Trong lòng cô cũng buồn thấy mồ chứ. Buồn. Buồn không biết là sao có tiền. Dạ. Sao làm có tiền? Như cô giờ cô có mong ước mình sẽ làm được cái gì có tiền không cô? Bây giờ mình không làm gì sao có tiền, bây giờ mình lớn rồi mình đâu biết làm có tiền. Dạ. Lớn tuổi rồi đâu có ai ước mình làm gì đâu. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi cô? 70 rồi đó. 70 ha. Hả? Ừ. Cô còn đi bán vé số rồi nói không? Bán vé số từ nào giờ đâu có bán. Ừ. Với lại cô bán thì đâu có ai chăm sóc cho chú. Đây giờ đâu có ai chứ coi chừng ổng cơm nước gì đâu, đi đâu được cũng có nhiêu đâu. Là ngày nào giờ là cô không có bán vé số với dạ. Lại là ở nhà phải nhà nào giờ ở nhà đi ruộng làm ruộng không à với nuôi vịt vậy đó. Dạ. Thì làm ruộng nuôi vịt hồi đó cũng làm ruộng nhiều lắm mà không bệnh tới giờ nghỉ rồi chú ơi. Dạ. Nhưng không có đi bán vé số. Dạ. Như ở đây mình có làm gì thêm được không cô, ví dụ như hạt điều hay là đương đác gì những cái công việc ở địa phương cô? Ở đây có làm được hạt điều mà mình mắt mình bị không sáng đó chú. Dạ. Cái làm cái không có được kỹ. Dạ. Đem đi đem lại đem tới em lui hoài cũng cần thấy mộ đi cũng như là người ta đưa cho mình cái mình dạ. Về mình cạo không có hết à, cái mình đem giao giao rồi cái người ta trả chịu, lại cái này kêu trả lại rồi cũng có làm rồi cô ha, có làm rồi đó rồi dạ. Có không có đi xe đạp được nữa đâu có mình sao mình chở tới cho lui. Dạ. Phải miếng đi xe đạp cũng đỡ. Cô ơi, như giờ là cô trong cuộc sống gia đình mình vậy, cô có mong ước điều gì không cô? Mình muốn muốn người sao mình không có được có tiền chút đỉnh vậy đó, cho mua đồ ăn đồ uống rồi cho ổng vậy đó. Dạ. Chứ tụi cũng không biết làm sao. Hàng ngày làm đâu có tiền. Mà mua sáng nào cũng mua đồ ăn cho ông ăn hết. Cũng như chú bệnh phải lo cho chú dạ. Cô ha. Mà mình bất lực kiểu như là không có làm được cái không gì không hết. Không có làm được cái gì hết. Mắt thì không có thấy đường rõ đấy luôn dạ. Điều nữa. Rồi ruộng thì có hai công đủ lúa ăn. Có hai công đủ lúa ăn. Dạ. Chứ đâu có bán vuông gì được nhiêu đâu. Dạ, anh tắt thì cũng không làm gì được không hết. Làm gì không được. Ảnh là tối ngày cũng lẩn quẩn trong nhà với cô vậy đó. Vậy đó, bây giờ mình đi đâu thì ở nhà nó giữ nhà, coi chừng ổng vậy đó. Mà con thấy anh đi đứng khó khăn quá cô ha. Thì ở nhà vòng vòng nhà vậy đó. Dạ. Chứ đâu có đi lội xuống đâu đâu. Cô chú là gặp nhau bao nhiêu năm rồi cô? Chắc hồi đó hồi có chồng hai mấy năm đó chú. Ừ. Dạ. Hai mấy tuổi? Hồi hai mấy tuổi đó. Dạ. 22 tuổi đó. Dạ. Là quê này quê chú hay cô ha? Quê của nội mấy đứa này đó. Dạ. Mình ở bên số 1 đó. Dạ. Rồi về ông bà cho hai công ruộng tới giờ? Hồi đó cho 4 công lận. Dạ. Cũng khổ quá trời, cái cầm phố ghế chưa, cầm phố ghế thì cũng bán. Dạ. Bán hết 2 công luôn. Cầm ghế thì không có tiền. Dạ. Không có tiền chuột cái thôi bán luôn. Còn 2 công. 2 công đó tính đỡ ăn đó mà. Thấy ổng nghèo ụt quá trời, không biết làm sao, không biết tới đâu hay tới đó. Như chú vậy là hằng ngày thuốc thang đồ này kia mình có thuốc tốn gì thêm, tại vì con thấy chú có cái bảo hiểm, nghe chú nói có bảo hiểm. Có bảo hiểm, mình nhưng... cũng đi tốn mua đồ ăn vậy đó chú. À, đồ ăn rồi đâu lâu cái mình đi khám bảo hiểm, không có tốn tiền. Dạ. À, thì mua đồ ăn, mua thuốc vậy đó. Dạ. Thuốc ngoài rồi mua đồ ăn, nhiều đó. Dạ. Với vợ cũng không biết làm sao, thì có tiền với mình già lớn tuổi không biết làm sao chú ơi. Dạ. Muốn cái gì cũng không sao được. Cô ơi, như xung quanh đây là nếu mà có ông bà cô chú mà thương mình là có hỗ trợ cho mình để chăn nuôi thêm, cô có nuôi không? Không biết chăn nuôi mình cho thêm mình chăn cái gì ra, chưa biết nữa. Mở rộng cái đàn vịt ra hay là như thế nào cô? Ở nhà mình có tiền mua thêm vịt đồ đó, mình nuôi chung với bên này phụ thêm chút đỉnh vậy đó chú. Dạ. Cái hàng tháng mình có bán ra nó vô vậy đó. Dạ. Tại vì con cũng xin thưa cô chú là chú cô là thường con đi đến những hoàn cảnh của ông bà cô chú nào cũng vậy, nếu mà được hữu duyên được ông bà cô chú mạnh thường quân thương á dạ. Hỗ trợ gia đình mình thì muốn cuộc sống nó sẽ thay đổi dạ. Hoặc là đỡ hơn dạ. Ví dụ như là ông bà cô chú cho tiền mình cái mình chăn nuôi mình làm này kia để mình lấy cái nguồn mở ra đó chú. Dạ, mở ra là mình có đồng ra đồng vô dạ. Chứ thật ra thì cũng
Ví dụ mà Đường Quân cho mình, ông bà cô chú thương mình cho mình 5 triệu 3 triệu thì xài nó cũng hết. Dạ. Nhưng mà cái nguồn đó để mình quay tiếp thôi. Dạ. Dạ. Là nếu mà hữu duyên được ông bà cô chú thương là cô cũng nuôi vịt heo. Dạ, cũng nuôi vịt heo mấy con này luôn nha chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi chuối hàng ngày là mình đi xin người ta hay là chú vườn mình cũng? Của mình hết thì đi xin hàng xóm. Dạ. Dạ. Là, nhiều lắm, ở đây cũng có chuối nhiều lắm. Là đó là mình sắc chuối trộn cám cho vịt ăn. Dạ, trộn cám rồi trộn lúa. Dạ. Họ có tiền thì mua thức ăn, không có thì cho nó ăn lúa với cám với chuối. Cô ơi, từ lúc mà chú bệnh tới giờ có khi nào mà cô chú ngồi lại rồi chú nói với cô điều gì không? Ông ít nói chuyện lắm. Ông ít nói, ông không có nói. Dạ. À, mình nói cho ông nghe thôi chứ ông không có nói. Cô có ăn ủi chú không? Nói thôi thôi già rồi thôi bây giờ mình đâu có làm gì đâu, mình cũng nói với ổng vậy đó. Dạ. Thôi kệ nó chứ sao vậy, tới đâu hay tới đó. Dạ, tới đâu hay tới đó. Dạ. Cô ha. Kệ biết sao. Chứ biết thì sao vậy. Dạ. Dạ. Dạ thôi để con vô con hỏi thăm anh. Dạ. Anh tắt chút cô ha. Dạ. Phải chi chú không có bệnh thì giờ này cuộc sống của cô cũng đỡ hơn cô ha. Cũng có à. Chứ tại vì chú có đi làm ruộng với làm thuê cho người ta đó. Dạ. Dạ. Là anh ở nhà anh phụ ba phụ mẹ hả? À. Hồi nào giờ anh có đi đâu xa không? Không. Ở nhà thôi ha. Ở nhà không. Ở nhà hoài sao có ghệ? Ghệ đâu có. Ghệ có. À, muốn có ghệ không? Muốn có vợ không? Ai được chịu rồi có vợ. Sao biết người ta không chịu? Ta không chịu mà. Hồi đó anh học tới lớp mấy anh tắt ha? Đi học lớp 1 rồi nghỉ luôn. Ủa sao nghỉ sớm vậy? Tại đi đến khó khăn. Đi đến khó hả? Trường gần đây không anh? Nghe qua cái Nhum mình á. À qua cái Nhum. Hồi xưa đó là mình ở đây đường đây khó đi lắm, chứ phải được đi về đâu. Dạ. Là anh nói năm nay anh 44 tuổi ha? 44 tuổi. 44 tuổi ở nhà phụ mẹ. Rồi những công việc hàng ngày như anh bưng cơm đồ được không? Được. Nấu cơm rồi làm cơm rồi là... cho ba ăn đó. À nấu cơm làm cơm cho ba ăn. Ừ. Anh Đắc nè, anh có mong ước điều gì không? Mong ước có tiền để sửa sang nhà cửa lại. Đi có tiền sửa sang nhà cửa lại. Anh không mong ước gì cho anh sao? Không, khổ. Không mong ước cưới vợ sao? Không, ta không chịu đâu cưới vợ. Lỡ người ta chịu cưới không? Chịu cũng được. Chịu cũng được ha. Ừ. Ta chịu là cưới ha. Ừ. Bây giờ giờ anh có mong ước anh sẽ đi bán vé số hay làm cái nghề gì không anh? Thôi tại làm nghề mong ước lâu rồi mà không được, lại mắt không thấy đường rõ á. Ủa mắt anh không thấy đường rõ hả? Không, nhỏ lớn mà, bệnh nhỏ lớn mà. Anh em ngồi đây anh thấy em không? Thấy nhưng mà làm đường nhỏ không thấy. Cái gì nhỏ nhỏ là không thấy không, à? Không, như vé số này kia đâu thấy đâu. À. Anh muốn có làm gì có tiền không? Muốn mà chuyên cản khó quá. Trong đầu anh là hồi trước giờ có từng suy nghĩ là mình nếu mà có ông bà cô chú thương hoặc là cha mẹ thương hoặc là ai đó thương cho mình vốn á, mình sẽ làm gì không anh? Tại đó cũng mong ước sửa xe mà sửa xe không được. Nghề sửa xe hả? Có anh sướng được. Dạ. Yeah. Có tiền dư chút đỉnh mua con bò nuôi. Bò giờ nuôi không có lời. Bò anh cắt cỏ sao anh cắt nổi? Vậy. Bò cắt không nổi đâu. Tại vì con thấy anh đi rất là khó khăn. Anh vắt cỏ ở đâu nổi? Đâu được. Bò còn cực nữa. Còn hốc cứt rồi là cắt cỏ nữa, cực thấy mồ luôn, nó làm không được đâu. Cho nó ở nhà nó chăn vịt rồi bậy bạ chút đỉnh vậy thì được. Chứ nó đi dưới kia đâu có được. Thương ba mẹ không? Thương. Ừ. Là hàng ngày anh làm gì cho ba mẹ, anh kể cho ông bà cô chú nghe đi. Mua đồ ăn sáng rồi nấu cơm, rồi chiều nấu cơm gì đó, rồi thời bữa giặt quần giặt áo, rồi mưa gió rồi ở nhà với ổng gì đó. Trời, giặt quần giặt áo luôn hả? Mua đồ rút khơi ra rút vô mưa nè. Rồi đón chùa hèn mua đồ ăn đỉnh gì đó. Anh ơi, cho em hỏi này, như Tết á, ai mua đồ mới cho anh bạn? Tết thì tiền nhà nước cho đó, lấy ra mua. Anh đi mua hả? Mẹ mua? Dạ, mẹ mua. Mẹ mua ha. Ừ. Anh có thường đi chợ không? Có, đừng đợi. Lâu, 1 năm 12 tháng chưa đi lần nữa. Thì lâu lâu mới có đi lần. Nấu cơm chỗ nào đâu, bữa nay mình ăn cái gì đâu. Hôm đó em thấy nấu nước mà. Nấu nước, chưa nấu cơm. Nấu cơm nè. Dạ, anh có nấu cơm chưa? Chưa. À.
Bữa nay nấu cơm đi em, là em ăn với anh nè. Nấu cơm ha. Ăn cái gì? Cơm chiên hột vịt. Chiên hột vịt hả? Ừ. Không, ở đây anh có đi bắt cá gì được không anh? Không, không có loại cây kinh được. Không có loại kinh được ha. Mà có ngoài ruộng đồ có cá không? Có. Có mà loại không được ha. Không. Giờ em muốn cho ông bà cô chú thấy hình ảnh của anh đời thường hàng ngày đó. Là công việc của anh á. Thì thôi anh nấu cơm ha. Nấu cơm làm đồ ăn đi, rồi bữa nay em ở lại em ăn, nhưng mà em ăn nhiều lắm nha. Nhà còn gạo nhiều không? Còn nhiều. Nhiều. Nấu đi anh, nấu đi cho ông bà cô chú coi. Cho ông bà cô chú coi thấy anh cuộc sống hàng ngày của anh á, là làm công việc như thế nào thế nào. Anh đi khó khăn quá cô ha. Đâu có đi. Có cái đó đâu. Đúng rồi. Hồi đó giờ anh có khi nào mà nói với cô là mong ước điều gì, là muốn xin cô cái gì không cô? Nó có nói thôi, không biết thì sao mà có tiền. Yeah. Nói u. Thế nó quýt què với quýt què không, mà đâu mà có tiền, mình cứ ước cũng làm gì có. Yeah. Đó, với hai chồng già hết rồi, cũng đâu làm đâu được có tiền. Yeah. Mày nói vậy nữa là làm sao có tiền. Yeah. Đó. Thôi vậy thôi, biết sao vậy. Yeah. Là hằng ngày anh vô cơm đồ ngoài đây đó hả? Nhà mình ăn bữa mấy lon gạo anh? Hai lon. Dạ. Là buổi sáng 2 lon, buổi chiều 2 lon. Đúng rồi. Anh có muốn em hỏi anh nè. Bây giờ có một cái công việc thật tốt mà ở xa, không ở nhà này nữa, đi làm chỗ khác anh có đi không? Đi. Đi liền ha. Chinh khô nha. Chinh khô ha. Trong nhà không lội. Chinh khô đừng có lội với sình với nước là được rồi. Tại vì cái chân anh đi sình nó không được ha. Bây giờ miễn đi ở đâu cũng được mà. Làm có tiền gửi về ba mẹ ha. Anh đi gửi nhà ai nấu cơm? Anh đi với nhà mẹ nấu. Nhà mẹ nấu ha. Đi làm cũng tiền xài. Tiền xài. Chứ không kiếm tiền cho ba mẹ sao? Dư gửi về. Dư gửi về. Mình đi hàng ngày với cái chân anh vậy là có khi nào cái đường, mấy cái đường trơn ngoài nó bị vấp té vô mình Vũ? Có quả gì? Có ha. Té hàng gầm thì gì té đứng lên. Anh kiếm gì? Cối. Có. Trời mưa đi chơi ra cho dịch ăn đó, người chợ thấy. Em hỏi anh nè, anh quay mặt ra cho ông bà cô chú thấy ha. Em hỏi anh nè. Hàng ngày ba thích ăn món gì chứ? Trứng chiên. Trứng chiên là ba thích ha. À. Là trứng mình cũng mua luôn. Mua. À. Mua bên đó đó. À. Trời ơi, cuộc sống như vậy. Khó khăn. Khó khăn hả? Nào giờ không có quen ai hết. Không. Không đi đâu đâu quen. Ừ. Chớ chiều thì lâu lâu thì đi chơi đó. Ừ. Lên trước coi xe chạy rồi. Lên trước coi xe chạy. Ừ. Chứ không có đi đâu đâu hết. Không. Còn giờ nếu mà có chỗ nào mà ở xa cũng được, mà có công việc nào làm có tiền là đi ha. Đi. 2-3 tháng về 1 lần. 2-3 tháng về 1 lần. Anh ăn uống được rồi được nhiều không anh Tắc? Ăn bữa 2-3 chén cơm mà. 2-3 chén cơm ha. 2 chén. Thì cũng như là mình bị cái chân thôi chứ mình cũng khỏe anh ha. Khỏe. Khỏe. Có hơi mất ngủ, sao khó ngủ à. Mấy hôm nọ mới đi mổ ruột thừa vậy đó đó chú. Trời ơi, mổ ruột thừa nữa hả? Mổ ruột thừa. Nãy vậy mà còn đi mổ ruột thừa. Mổ mấy hôm Tết, mới mùng mấy Tết đi mổ. Mùng 4 Tết ra ngoài nạp bệnh viện. Mùng 6 mổ. Ừ. Nói vậy mới mùng 6 Tết chưa chơi. Tốn hết 5-6 triệu. Vậy mà còn ăn uống có bảo hiểm nhà nước cho mình tốn tiền ăn. Ừ. Gần như tiền hàng tháng là ta đem tới anh đi lãnh. Ta đem tới anh, đem tới rồi cho người ta 20 đủ xăng vậy đó. À, người ta đem tới cho mình ha. À. Ừ. Mới đem tới hôm kia gì. Dạ. Rồi mình nấu cơm ở đây, mình làm đồ ăn ở đây luôn. Làm ở đây luôn. Ừ.
thấy ba mẹ vậy đó, thấy mẹ cực khổ rồi ba bệnh vậy đó, trong lòng anh có nghĩ điều gì không Vũ? Tì xứ nhà lại mưa dột chứ, mưa tạt chứ. Ở đây bà con mình có tới thăm ba đồ nhiều không anh? Không đủ ai đâu. Con mấy người ở sớm, ở sớm mà thăm ba bệnh vậy đó. Thôi bữa nay giờ sẵn em qua đây nè, hồi vô xếp quần áo đi qua bên em dẫn cho đi làm. Chịu không? Đi liền giờ chịu không? Chịu. Chịu luôn hả? Chịu luôn. Có nói ba mẹ chưa mà rồi đi? Chút chưa nói. Chút chưa nói hả? Lỡ ba mẹ không cho làm sao? Không cho thôi, ở nhà. Không cho ở nhà ha. Năn nỉ ba mẹ. Làm gì? Hồi trước giờ là anh không có đi làm cho ai gì hết. Không. Anh đi ở nhà vòng vòng, đi vòng vòng chơi ở shop đó. Về. Rồi thường thường là nấu giấc chiều này mình nấu cơm, mình làm đồ ăn. Anh đem lên hả, cô đem? Em bưng lên cũng được nữa, ba xuống ăn. Ba đi lên bàn đó rồi em đây bưng lên. Ba qua bàn rồi anh đây anh bưng lên. Rồi anh tính học dịch anh nãy nói chiên hay làm gì? Chiên. Anh chiên luôn đi, chiên để cho kịp cho cô chú ăn, cho cô chú xem rồi em ăn nữa. Lấy cái tô. Lấy cái tô. Kiếm gì anh? Đũa. Anh Tắc nè, thường là anh biết nấu canh, biết kho đồ không? Biết, anh biết là anh gành, chứ mà đi lộ cũng không hảo được. Biết làm đồ ăn gành? Biết. Ba mẹ ăn có khen không? Có. Món gì anh làm ngon nhất anh chia sẻ với ông bà cô chú đi. Cá kho, mặn sẵn thì kho đó. Ủa anh mặn cá được không? Không, mãi mặn thì... Ủa tay anh về mặn không được hả? Không biết mặn. Mắt nhìn đâu rõ đâu. Mắt nhìn không rõ. Tay run nữa. Đâu trời đâu. Rồi mẹ mặn sẵn mà vô kho là biết nêm nếm ha. Biết. Mẹ có khen không? Có. Mẹ nói sao? Mẹ nói ăn ngon. Ăn ngon. Đâu bữa nay anh làm đi, anh làm cho ông bà cô chú xem ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là hình ảnh của anh Tắc nè, cũng như anh Tắc chia sẻ nãy giờ thì công việc ở nhà thì anh làm đồ ăn, giặt đồ, thì Nghĩa cũng muốn thấy hình ảnh đó gửi đến quý ông bà cô chú anh chị, cũng như là hôm nay anh nói anh làm món gì anh nói ông bà cô chú nghe anh Tắc. Trứng chiên. Trứng chiên, rồi anh chị. Tiêu. Trứng chiên là mình phải bỏ tiêu vô. Bỏ tiêu, bỏ đường. Camera quay cận giùm anh em. Là trong cái tô là anh đó là có cái gì rồi? Mới có hành à. Hành à, hành với mới có đường. Hành với bỏ đường rồi sao nữa? Anh làm anh kể ông bà cô chú nghe luôn. Ngọt. Bột ngọt. Như nghe cái tô anh thấy không? Thấy. Thấy ha. À, đi xe không thấy gõ. Tiêu. Ba ăn cơm được nhiều không anh? Hai chén rồi. Hai chén ha. Rồi cái đập trứng vô. Nước mắm. Nước mắm nữa. Là mắt anh thấy không rõ mà tay anh bị run. Run. Cái chân thì bị yếu. Chân yếu. Rồi, rồi. Về cái món thường ngày của gia đình mình là trứng ha. Trứng. À. Tại ăn trứng nó dễ nha. Ăn trứng nó dễ. Cái đó là mình đánh lên rồi mình chiên hả anh hả? Đúng rồi. Anh Tắc nè, ngày trước giờ á là những cái công việc bếp nút đồ này kia mẹ dạy anh hả? Là lúc mẹ đi vắng, cha đi vắng cũng ăn nhà hết. Mẹ đi vắng, cha đi vắng là lúc mà chú còn khỏe chưa có bệnh ha.
là ba mẹ đi ruộng như thế nào đó, thì ở nhà anh làm. Làm hết. Ở nhà anh làm chơi nè, không ai nhà đâu. Nhà làm chơi. Anh chuyên ngoài kia hết trong này? Chuyên ngoài kia luôn. Ngoài kia luôn ha. Anh bưng bưng được không? Em bưng cho. Được. À, anh đi đứng rất là khó khăn cô chú anh chị. Trời ơi. Tại đi. Nhà mình. Nhà mình. Anh thấy đường anh lột không? Thấy. Phải dòm cận vậy mới thấy hả? Ừ. Tại đi, tại đi. Anh có em phụ gì không? Em phụ cho. Bưng nó ra giùm đi. Bưng cái tô ừ, trứng nè. Ừ. Em bưng trứng ngồi lại em ăn này nha. Ừ. Cho không? Cho. Cho luôn ha. Hình như là anh Tắc làm những công việc của chú anh chị là lâu hơn, chậm hơn người bình thường của chú anh chị. Do là tay anh bị rung rồi cái chân, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái chân của anh thì yếu và đi đứng rất là khó khăn. Mắt thì mờ. Năm nay anh cũng đã 44 tuổi cô chú anh chị. Nhưng mà ở nhà để mà phụ ba mẹ thôi, những công việc trong nhà như giặt giũ cơm nước. Anh Tắc có rửa chén không? Có. Cũng rửa chén rồi ha. Rửa chén luôn. Là việc nhà làm hết. Quét nhà luôn, lau nhà luôn. Quét nhà lau nhà luôn, trời ơi. Anh tháo gì đó tháo không được hay sao? Được rồi. Tháo rồi, dầu ăn. Tháo dầu ăn ha. Đem bưng luôn cho, rồi. Được không? Rồi. Rồi, đi ra. Rồi. Đi chỗ nào anh đi trước đi, anh đi trước đi. Đó. Trời ơi, như anh bưng hai tay vậy sao anh đi được anh Tắc? Không, bưng từ từ một tay. Đi từ từ một tay rồi đi vô lấy nữa ha. Ừ. Bưng vô đổ hết. À. Anh biết kho cá mà cô. À, anh nói anh không có thấy đường làm cá. Trời ơi, vậy nãy nói kho cá ngon nhất nè. Bữa mặn bữa lạc. Bữa mặn bữa lạc. Vậy hồi nãy nói mẹ khen ngon kìa. Bữa nào em mua đồ ăn qua đây cái anh làm đồ ăn ăn ha. Anh biết nấu canh chua không? Biết nấu canh chua ha. Canh chua là nấu ngon á. Trời. Canh chua nêm được. Canh chua nêm được. Canh chua là anh nói thường nấu canh chua với gì anh kể cho ông bà cô chú nghe anh Tắc. Cá người ta muốn ngò me bạc hà giá cà đậu bắp. Đánh lên để dầu để tỏi vô cho nó nóng cái chiên. Hứa với ông bà cô chú rồi nghe, hôm sau mà em có qua đây là anh nấu canh chua ha. Canh chua cá anh nấu canh chua cá gì anh Tắc ha? Cá lóc, cá này, cá kia đó. À, nhưng mà phải mần sẵn anh mới nấu được. Mần sẵn. Tự nấu rồi tự nhiên luôn rồi. Em ví dụ này, ngày nào mà cô với chú mà không có nhà, thì có cá thì không có mần luôn rồi sao? Gọng lại mua hột vịt về mình ăn. Là món hột vịt là món dễ nhất nha. Cứ cá đâu mà người đâu. Anh nói nấu canh chua ngon lắm đó cô.
canh chua niêm niêm miếng niêm đủ cái gì là ăn thôi. Có cái nắp chuông nấu cơm chưa? Chắc nước cho chú coi coi chắc nước khéo làm sao mà nó kêu này. Ờ sao không? Còn nó nấu chuông nữa. Ta có vừa cho mạnh mạnh cho trái đi cho nó chảy. Cô chú anh chị có thể nhìn cái hình ảnh của nó anh Tắc ngày hôm nay là cái món quen thuộc anh Tắc ha. Chứ cái nếp dùng của nó là mất tiêu rồi. Đấy, có đồ của nó nào. Cái tiếng là làm củi rồi rồi ai chặt cô? Dạ. Anh Tắc có chặt củi không anh Tắc? Có, lâu lâu có chặt. Là anh Tắc cũng có chặt củi rồi ha? Có. Ủa nấm dung của nó đâu ta, đâu phải của nó, cây của nó đâu. Có rồi. Chín chưa? Đây. Có chuyện làm không có kịp đó nghe, bên đây với bên kia đó. Có. Là hàng ngày ở nhà anh cũng mình nên anh làm vậy ha. Vừa nấu cơm vừa làm đồ ăn vậy đó. Làm xong chín cái lên mời ba ăn. Anh có ăn nước cơm không? Có. Nước cơm mà ăn dễ ăn. Nước cơm dễ ăn ha. Chưa có sôi. Mấy cái tô chắc nước cơm hả? Chắc nước cơm. Trời ơi muốn té luôn cô chú anh chị. Có cái nào bật ngửa ra té không? Có, trời té hoài vậy. Thử để khiều cho nó chạy xuống hả? Cho nước cái xuống. Cho nước cái xuống. Nãy không có đầy cái nắp. Chín rồi đó. Chín rồi ha. Ủa chắc nước cơm là anh chắc ở đâu? Ngay đây luôn hả? Đây đó. Có tay vương xuống chắc hả? Chà chà, được không anh? Được. Rồi khi mà nước cơm vô tô vậy là bưng lên là anh nhờ mẹ anh bưng hả? Không, anh bưng luôn. Anh bưng luôn hả? Trời ơi, nó đầy quá anh đi vậy. Không, đầy đâu, bỏ bớt ngoài. À. Đâu có ăn hết đâu lấy. Nóng không, nóng không? Từ khi đổ ngoài thôi à. Nó đi giống chợ, nhà cái rồi vậy là cái công việc hàng ngày rồi, của anh đó là cái gì anh kể lại cho bà cô chú nghe đi. Chiên trứng nấu cơm
Cái gì nữa? Rồi giặt đồ quần áo. Giặt đồ quần áo. Bới cơm cho ba ăn. Bới cơm ba ăn. Rồi. Cái mong ước lớn nhất là có ai đó cho mình làm, có việc làm, có tiền ha. Có tiền. Lỡ đi qua Đài Loan đi không? Đi. Đi luôn? Đi luôn, có trời tiền đi à. Có tiền là đi hả? Ờ. Qua Đài Loan rửa chén nha. Ờ, chỉ nói nhẹ nhẹ đó. Rửa tối ngày luôn á nha. Được. Nè. Ờ, được. Rồi đi ra đi bển, ví dụ người ta kêu ở 9-10 năm mới cho về rồi sao? Ở luôn. Rồi. Trời. Miễn có tiền gửi về là được rồi ha. Hứa rồi nha. Lỡ người ta dẫn đi qua bển là đi ha. Đi. Trời ơi, không nhớ cha mẹ sao? Nhớ, cũng nhớ xin về. Mà người ta cho 10 năm ta mới cho về. Xin về. Nhớ là về ha. Anh biết đọc chữ đồ không anh Tắc? Không. Không biết đọc ha. Không có đi học. Ừ. Tiền đồ anh biết xài không? Biết chút đỉnh. Như là tờ tiền lớn đồ anh biết không? Mệnh giá tiền lớn anh biết không? Biết nhiều tờ quá cuốn lộn hoài. Lộn ha. Đi mua đồ bên ta gạt hoài. Trời ơi. Người ta đưa mình không đủ hả? Không. Ừ. Rồi lúc đi về nhà mới biết là mất. Mắc rồi người ta không trả lại người ta. Đó là người ta đi xe mà. À ta chạy xe ngang ta bán ha. Ừ. Thấy tôi người ta gạt quả gì. Lúc bị người ta gạt thì cảm xúc sao? Buồn. Buồn. Buồn tức thì làm được ta. Người ta đi mất rồi. Ừ. Gạt thì về đâu nói cha mẹ đâu. Không dám nói luôn. Không, mắc bỏ. Bữa nay nói rồi đó. Ừ. Bữa nay nói có cha mẹ anh nghe thấy được này, có ông bà cô chú thấy được luôn nè. Nay nói luôn á. Mới hôm được Tết, chưa Tết mới đi mấy tháng là nữa. Tôi gạt mấy 200 ngàn á. Ừ. Giấu luôn tới giờ mới nói. Không, bỏ luôn. Ừ. Mua đồ cái nó thấu đâu đủ đâu. Ừ. Quả gì. Ừ. Chữ đó đó. Cô ơi, nãy giờ con nói chuyện trong đó, ngoài đây cô nghe không? Nghe. Nghe, cô nghe những lời anh Tắc anh nói vậy đó. Nghe. Cảm xúc đó. Như thế nào cô? Thấy cũng buồn buồn đó. Buồn ha. À. Cũng như là anh mong muốn là hồi nào giờ không có làm gì phụ cho cô chú đó. À. Giờ đi làm ở xa cũng cố gắng đi làm nữa. Chịu đi làm, rồi xa hết chứ xa mà chịu đi làm đó. Cũng buồn. À. Cô thương ảnh nhiều ha cô ha. Ừ, có mình nói mình. Dạ. Ờ, mất chương nữa chú ơi. Dạ. Mấy đứa kia không có mình ơn đó. Dạ. Cũng con cũng mong sao là cuộc sống của cô chú sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Có một cái gọi là cái công việc gì đó làm để có thu nhập hàng ngày nó ổn định đó cô. Chứ với 540 ngàn trong tháng, rồi dịch thì lâu lâu mình mới bán một lần. 4-5 tháng mới có bán chứ đâu có bán liền mỗi tháng làm thôi. Dạ. Trời ơi, ráng làm chứ sao, tôi cũng già cả rồi biết làm nói sao. Dạ. Mấy em vợ thì thấy tôi tuổi quá thì tôi không biết sao, con gái chồng hết bệnh có khỏe tôi cũng đỡ một chút. Hay quá trời luôn, biết sao nói gì vậy. Trong lòng cũng buồn cũng có buồn, mồ, chứ sao? Cũng tuổi thân à. Cũng con ví dụ như trong xóm mà những cô chú mà cũng cỡ tuổi cô mà được con cái đồ lo rồi chồng đồ lo thương có công việc làm hàng ngày cô ha. Ai cũng có làm hết chứ mình không có làm được gì hết. Còn với chồng khổ nhất mà biết thì sao mình có được có tiền cho ổng hết bệnh cũng đỡ. Cô ơi, hàng đêm ngủ cô có niệm Phật không cô? Dạ, tôi cũng có đi chùa này kia cũng nhiều lắm chứ. Đi chùa? Dạ. Đi trên Phong Đốc rồi mẹ Nam Hải làm cái năm trước trên. Cô ngủ cô niệm Phật cho Phật trời phù hộ mình cô ha. Để gia đình mình có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Cho anh Tắc sau này. Như con xin lỗi cô một cái câu vậy nè. Ví dụ như 20-30 năm nữa cô chú không còn làm được nữa. Vậy? Rồi anh Tắc không biết ra sao. Dạ. Rồi đó cũng vất vả thấy mọi người. Có khi nào cô nghĩ tới điều đó không? Cũng có nữa. Nói tao còn sống đây tao lo cho mẹ. Không biết sao ai lo cho mẹ. Dạ. Như anh Tắc là ngoài công việc chứ trong nhà ra thôi chứ anh đâu có làm được việc gì khác không nữa cô. Không có làm gì đâu chứ. Dạ. Hồi nào giờ anh có từng làm gì để kiếm tiền chứ cô? Đâu có làm gì kiếm tiền.
nuôi từ hồi nhỏ tới giờ luôn đó, nuôi từ hồi mới nở ra mà ẩm bồng giết rồi tới giờ mà nó mới đi được cái mình mừng hết chứ. Mừng là mình hỏi ẩm đó, ẩm thấy mồ luôn vậy đó. Ẩm cho tới mười mấy tuổi luôn á, ẩm giết mà ẩm hoài cho mãi mà nó mới biết đi được cái mình mừng trời ơi. À là mười mấy tuổi anh mới biết đi. Rồi tôi nói trong nhớ biết đi cái mình mừng, thấy nó đi được bước hai bước mình mừng rồi, thấy mà ham vậy đó, mình thấy vui gì đâu cũng bụng vậy đó. Cô có lần nào chở anh tắt đi khám bệnh hay gì mấy, mấy hồi lúc nó còn nhỏ nó cũng đi chơi bệnh nữa đó. Đi hoài là biết rồi, cũng không có tiền rồi thôi, con đùm con đeo hồi xưa đó chú. Thôi cũng bỏ lây lắm. Nhưng mà con ảnh kể con là cái chân ảnh bị vậy nè, cái tay bị rung, mắt thì không thấy rõ nữa. Là bác sĩ có nói ảnh là mắc phải căn bệnh gì không cô? Bệnh anh ta hồi đó nó bị bệnh hồi xưa cái bệnh gì đó chú. Sốc bại liệt hả? Nhưng mà sao ảnh hưởng tới mắt luôn cô ha? Sao mà bệnh mắt nó cũng yếu rồi đó. Rồi tay cũng hơi run, giờ cũng yếu. Mà đi vậy tôi cũng mừng rồi đó. Hồi đó sợ nó đi không được, ẩm thấy mồ luôn. Vết ái rồi cũng đỡ á. Thưa cô chú anh chị thì đâu đó cũng còn cái nỗi trăn trở của người mẹ. Bởi vì cô thì năm nay cũng 70 tuổi cô chú anh chị. Trong gia đình thì anh Tắc sống với cô chú mà anh thì đi đứng không có được vững vàng như người khác. Cái chân anh bị bệnh, mắt anh thì không thấy đường rõ, tay thì bị rung. Cuộc sống này bây giờ cô không có nguồn thu nào ngoài cái tiền hỗ trợ của nhà nước cho anh Tắc hết. Cho nên là cũng trăn trở lo cuộc sống sau này của anh Tắc sẽ như thế nào khi mà cô chú không còn làm được nữa, không còn bầm chuối lo dịch này kia. Không biết nữa là sao. Dạ. Mấy đứa có chồng có vợ hết là cũng nuôi bữa hai bữa thôi, đâu có nuôi suốt gì mình đâu. Dạ. Không biết là sao, trời, biết là sao rồi chứ. Anh Tắc anh biết điều đó không cô? Mình có nói với nó hoài vậy. Dạ. Lúc đó anh nói với cô làm sao? Nó cũng làm thêm. Dạ. Nói đi, ta cũng sống người ta lo rồi chứ, ta chết không biết ai lo. Dạ. Chính chứ anh Tắc? Chính là anh thôi, con mời cô ha, con mời cô lên trên, con bữa nay con tới đây thì cũng có món quà cô chú gửi cho gia đình mình đó. Cô ngưng lại chút được không cô? Được. Lên trên tại vì mưa cũng sắp tới rồi, con sợ con cũng phải về nữa, rồi với lại là để anh Tắc đánh đem đồ ăn lên cho chú ăn đó, rồi sẵn con cũng trò chuyện cô chú một tí rồi con gửi món quà, con xin phép con về cô ha. Chính rồi ha. Là đâu đâu bữa nay mình em cũng muốn thấy cái hình ảnh mà anh đem cơm lên cho chú ăn á, để cho ông bà cô chú thấy ha. Cơm đi. Được không? Được. Là hằng ngày là cô đem hả, là anh đem? À cô có nhà là cô đem. Thôi cô phụ dánh luôn đi cho nó mau. Bữa nay không có đi chợ mua, đi chợ mà không có tiền. Với ở quê mà cô ở vườn mình mà đâu có tiền đâu đi mỗi ngày. Đâu có tiền đâu, có không có buôn bán gì đâu. Dạ. Đi hoài cũng không có tiền. Ăn đỡ đi. Không đỡ thì có tiền. Bưng ra hai tay được không? Hơn tay thôi. Bưng được không? Được. Cần em giúp không? Anh giúp đi, giúp nè. Giúp nè. Vậy mà nói được. À, anh làm lâu hơn. Bữa giờ anh đi với tay không xong, bây giờ không xong đó, sao lại ăn. Dạ. Ăn cơm rồi ba. Dạ rồi, dạ thôi thì đây là Nghĩa cũng xin thưa với ông bà cô chú là anh với chơi cô qua đó được không? Qua bên chú đi. Xin thưa với ông bà cô chú là hôm nay Nghĩa cũng xin gửi đến quý ông bà cô chú về cuộc sống đời thường của cô chú năm nay cũng như là anh Tắc đây. Con xin hôm nay con đến đây á, con ghi hình cuộc sống gia đình mình. Cũng như là cô thì chắc chuối cho dịch ăn, anh Tắc thì nấu cơm hàng ngày cho chú ăn vậy đó. Con xin phép cô chú là ghi hình ảnh ngày hôm nay lên kênh của con.
cô chú ha. Để con đăng tải lên kênh YouTube của con, nếu hữu duyên được quý ông bà cô chú mạnh thường quân á, có yêu thương gia đình mình, có gửi quà thì con sẽ quay lại sớm nhất. Giờ hôm nay thì con có hai món quà gửi cô chú. Con trước là con xin phép gửi cho cô chú là 10 kg gạo với thùng mì. Cái này là của cụ bà Trần Thị Nhung 77 tuổi với cụ bà Hủng Hơ 82 tuổi là gửi cho cô chú. Dạ, mì với gạo. Cảm ơn các nhà mạnh thường quân, cảm ơn nhà tài trợ giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn. Chú xúc động đó chú. Hằng ngày thấy cô với anh Tắc lo cho chú vậy đó. Trong lòng chú nghĩ gì chú? Tối lắm. Mình đi không được, vợ con lo, mình có tối thân. Để tôi khóc hoài. Mình đau, đi đâu có được. Dạ. Vậy đang chỗ không? Mới đi được phút đỉnh rồi. Cảm ơn nhà thầy cha, mình ngủ giúp đỡ cho gia đình tôi. Cảm ơn. Anh Tắc có muốn nói gì với cụ bà Trần Thị Nhung, cụ bà Hủng Hơ không? Cảm ơn bà cụ đã giúp đỡ cho gia đình cho em. Cảm ơn tất cả anh chị em. Dạ. Nghĩa cũng xin thay mặt gia đình cô chú cũng như anh Tắc cảm ơn cụ bà Trần Thị Nhung cũng như là cụ bà Hủng Hơ đã gửi những món quà yêu thương đến gia đình cô chú. Và tiếp sau đây thì con xin gửi cô chú là con xin trích cái quỹ của cô Lan ở quận 6. Con gửi cho cô chú tiền để mua cá mua gì cho chú ăn nghe, đừng ăn trứng nữa nghe. Dạ đây là cái con xin gửi 500 ngàn của cô Lan ở quận 6 á, cái quỹ cô Lan quận 6 con trích ra 500 để con gửi cho cô chú. Dạ đây là của cô Lan ở quận 6. Cảm ơn cô Lan nhiều. Cảm ơn nhà thầy chợ. Cảm ơn nhà thầy chợ giúp đỡ gia đình tôi, rất cảm ơn. Anh 500 ngàn này là quá quý. Chú giữ gìn sức khỏe chú ha. Ăn cơm nhiều vô, tối ngủ niệm Phật nghe chú. Con đêm chú ngủ được nhiều không? Đêm ngủ cũng được mà ho mất giấc ngủ. Đêm cũng còn ho. Ngủ nửa đêm ho thức. Gán tịnh dưỡng cho hết bệnh mới mốt đi ruộng. Uống thuốc mỗi ngày luôn, mua thuốc ngoài uống. Đâu có đi mà lãnh bảo hiểm được thì mình phải đi đàng hoàng mới khám được, còn này đi không được mua thuốc ngoài uống không. Ngày cũng 20 ngàn. Hôm đó cái dọn này không có đi được, mới đi được mấy bữa đó. Sưng lên ngồi hỏi mày qua mấy tháng rồi mới được đó chứ. Mình hết sức không đi ỉa đái cho mình cũng đỡ. Thôi nổ bô không như vậy đó. Mua cá mua thịt cho chú ăn nghe cô, đừng ăn trứng hoài. Mua ăn thì để dành đó, ăn ít ít thôi chứ đâu có ăn nhiều đâu, ăn hoài mỗi ngày mà đâu có ăn nhiều. Bữa ăn trứng rồi bữa ăn cá rồi bữa ăn cua ăn ốc lỡ đi. Cô có đi bắt cua bắt ốc được không? Nói vậy con có mà liều ít lắm chú ơi. Ở đây giết rồi không có. Anh Vũ về trước khi em ra về anh có muốn nói lời gì không? Anh cảm ơn tất cả anh em giúp đỡ gia đình em. Rồi có ở Đài Loan tao có kêu đi rửa chén là đi ha. Đi ha. Có hỏi cô chú chưa? Đi chừng nào đi hỏi. Nào đi hỏi nha. Dạ thì con cũng xin chân thành cảm ơn cô Lan ở quận 6 đã gửi yêu thương đến gia đình cô chú. Chúc cô luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Cũng không quên cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Hẹn quý ông bà cô chú ở video tiếp theo ạ.